Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tin Việt Nam sáng Chủ nhật, năm ngày 3 tháng 5. Nhảy sông tìm hộ chiếu giảng viên người Mỹ bị nước cuốn trôi. Bị cướp ném hộ chiếu xuống sông Sài Gòn, ông Paul Gardner Kehi, 60 tuổi, quốc tịch Mỹ, giảng viên tiếng Anh Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh nhảy xuống tìm thì bị nước cuốn trôi. Báo Việt Nam Net thông tin ngày 2 tháng 5, trạm biên phòng cửa khẩu Khánh Hội thuộc biên phòng cửa khẩu Cảng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã cứu người đàn ông ngoại quốc bị đuối nước trên sông Sài Gòn. Ông Paul Gardiner Kehi cho biết khuya hôm qua Ông di chuyển trên đường Đồng Khởi thì bị nhóm ba người cướp tài sản gồm điện thoại, hộ chiếu, chìa khóa, nhà và ví tiền có 3 triệu Việt Nam đồng. Nạn nhân đuổi theo băng cướp đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1 thì thấy nhóm băng cướp quăng hộ chiếu xuống sông Sài Gòn. Ông Paul Gardiner Kehi đã nhảy xuống tìm rồi bị đuối nước. Nước quấn ông về chân cầu cảng hành khách tàu biển Đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 5, bộ đội biên phòng phát hiện đã đưa nạn nhân vào bệnh viện trợ giấy cấp cứu. Hiện sức khỏe của ông Paul đã ổn định trở lại. Ông Paul cho biết có 15 năm sinh sống tại Việt Nam, ngụ ở phường Tân Định, quận nhất. Trả lời VN Express, lãnh đạo đội cảnh sát hình sự công an quận 1 cho biết đã lấy lời khai của ông Paul. Sau khi thu nhập thông tin trích xuất camera an ninh các khu vực xung quanh để xác minh có hay không việc giảm viên Mỹ bị cướp. Ngày 1 tháng 5, Trung Quốc ngang ngược đơn phương tuyên bố lệnh cấm vận và cấm đánh bắt cá thường niên ở Biển Đông bắt đầu từ trưa cùng ngày với sự giám sát của lực lượng hải cảnh và kiệp ngư của nước này. Tân Hoa xã phát đi lệnh cấm đánh bắt cá phi pháp nói trên bắt đầu được áp dụng từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ bắc bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng hải cảnh của Trung Quốc 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt theo cái gọi là quy định của luật pháp liên quan. Lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè phi lý là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững và cải thiện sinh thái biển. Trung Quốc gần đây liên tiếp có những hành động hung hăng và thói bắt nạt trên biển Đông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích một cách dữ dội. Trong một động thái đáng chú ý hôm ngày 28 tháng 4 năm 2020, đại sứ Mỹ Việt Nam ông Daniel Brink đã công khai nói với truyền thông nhà nước Việt Nam rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi phi pháp khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước trong khu vực đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích ở Biển Đông. Ông Kring Ten nói hôm thứ Ba khi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. 24 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 2 tháng 5 Số người chết vì tai nạn giao thông ngày 2 tháng 5 tăng so với ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 Ngày 2 tháng 5, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 24 người và làm bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 1 vụ, tăng 3,2%, tăng 3 người chết, tăng 14,2% và tăng 3 người bị thương tăng lên 15,7%. Cục cảnh sát giao thông cho biết Nguyên nhân các vụ tai nạn đường bộ là do các chủ phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định. Không chú ý quan sát gây tai nạn sử dụng rượu bia, vượt xe không đúng quy định, chuyển hướng không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Phương tiện không bảo đảm an toàn khoảng cách. Lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4.921 trường hợp, tăng 163,4%, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 2,9 tỷ đồng. Trong khi đó, đường bộ đã kiểm tra phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm, tăng 4.836 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019, tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô, tước 428 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 496 trường hợp. Đối với giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện xử lý 127 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11,2 triệu đồng. Trước đó, số người chết vì tai nạn giao thông ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là 14 người và ngày 1 tháng 5 là 23 người. Điểm tin thế giới sáng ngày 3 tháng 5, truyền thông Canada tiết lộ chính quyền Trung Quốc sử dụng Hoa Kiều thu mua khẩu trang trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trước khi chính quyền Trung Quốc phong tỏa, Vũ Hán đã thâu tóm mua các vật phẩm bảo hộ cá nhân trên khắp thế giới. Kết quả đến khi dịch bệnh lan ra toàn cầu khiến người dân các nước không đủ trang bị thiết bị phòng chống dịch. Truyền thông Canada tiết lộ đây là hành động có chủ đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng người Hoa ở nước ngoài để thực hiện kế hoạch này. Tờ Global News Canada vào ngày 30 tháng 4 đã công bố một khảo sát cho biết vào giữa tháng 1 năm 2020, lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada và trên toàn thế giới đã ban hành thông báo nội bộ khẩn cấp nhập khẩu số lượng lớn và vật phẩm bảo hộ cá nhân. Trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã liên tục tuyên bố virus Vũ Hán không lây lan từ người sang người thì mãi cho đến ngày 20 tháng 1, 1 họ mới thừa nhận có sự lây lan từ người sang người. Tuy nhiên, vào giữa tháng 1, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lặng lẽ mua các sản phẩm bảo vệ cá nhân trên toàn thế giới. Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 7 tháng 3, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2, hải quan đã kiểm tra và phát hành 2,46 tỷ kiện vật liệu phòng chống dịch bệnh, bao gồm 2.020 tỷ cái khẩu trang và 25,38 triệu quần áo bảo hộ. Global Times cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ lặng lẽ tiến hành thu mua cấp quốc gia mà họ còn sử dụng Hoa Kiều đang chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh trên thế giới đi thâu mua số lượng lớn đồ phòng hộ cá nhân. Tại Vancouver, Toronto, Montreal và các lãnh sự quán trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi hàng triệu người Hoa ở nước ngoài mua khẩu trang N95 với số lượng lớn và gửi về Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng báo cáo có ít nhất 100 tấn đồ dùng bảo vệ cá nhân được vận chuyển từ Canada đến Trung Quốc từ tháng 1 và tháng 2 của năm nay. Một vài truyền thông nhà nước của Trung Quốc, lãnh sự quán Trung Quốc ở Môn đã hỗ trợ hàng chục tổ chức người Hoa cung cấp hơn 30 tấn mặt nạ và quần áo bảo hộ cho Trung Quốc. Theo báo cáo vào ngày 31 tháng 1 website Hiệp hội xã đoàn người Hoa Canada cho biết các nhà lãnh đạo của hiệp hội đã hợp tác với lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver thông qua một nhóm kêu gọi gây quỹ trên WeChat tổ chức thu mua thiết bị bảo vệ cá nhân ở Canada và các nơi khác trên thế giới. Báo cáo cho biết đã mua quần áo bảo hộ, chất khử trùng, mặt nạ và các sản phẩm bảo vệ khác và gấp rút vận chuyển chúng đến Vũ Hán. Cụ thể, Hội trưởng Hiệp hội Kinh doanh Canada Toronto sau khi trở về từ Trung Quốc đã ra lệnh cho khoảng 100 hội viên phân khu vực mua lập tức hành động. Hai Airlines tại Toronto đã xác nhận đến giữa tháng 2 hãng này đã vận chuyển 56 tấn thiết bị bảo vệ cá nhân từ Toronto đến Trung Quốc. Theo hãng AP, một tài liệu bị dò dị cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị bí mật vào ngày 14 tháng 1 yêu cầu nước này chuẩn bị cho một đại dịch. Nhân viên bệnh viện được lệnh mặc thiết bị bảo hộ cá nhân. Thụy Điển đề nghị EU điều tra nguồn gốc của NCOV gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallander khẳng định tầm quan trọng của một cuộc điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của virus Vũ Hán chủng mới. Đề xuất mới này của Thụy Điển dự kiến sẽ làm mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt với Trung Quốc thêm phần căng thẳng. Gần đây Thụy Điển đã đóng cửa tất cả các viện khổng tử ở nước mình và liên tục yêu cầu Bắc Kinh thả chủ hiệu sách quế mẫn Hải. Thụy Điển đang lên kế hoạch yêu cầu liên minh châu Âu EU điều tra về nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, virus Vũ Hán, một động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Trung Quốc theo SCMP. Trước đó nhiều quan chức cao cấp ở các nước như Mỹ, Úc, Đức cũng đã yêu cầu Bắc Kinh cho biết thêm thông tin về nguồn gốc của con virus Vũ Hán. Tuy nhiên, phía Trung Quốc tuyên bố đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học chứ không phải của các chính trị gia. Khi tình hình dịch virus Vũ Hán trên toàn cầu được kiểm soát và việc tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của virus Corona là quan trọng và hợp lý. Bà Nela Helen Ren, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển trả lời Quốc hội nước này vào ngày 29 tháng 4. Một điều quan trọng khác là toàn bộ cộng đồng quốc tế liên quan đến việc xử lý đại dịch virus Vũ Hán bao gồm cả Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng cần được điều tra. Thụy Điển sẽ nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác EU, bà Helen Ren nói thêm. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển An Linde cũng đề nghị rằng cần tiến hành điều tra về WHO ngay lập tức sau khi đại dịch kết thúc. Hiện tại chúng tôi nghĩ rằng WHO đang thực hiện công việc quan trọng nên chúng tôi cho rằng chưa phải là lúc để cho họ giải trình mà là để họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ trong đại dịch. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Thụy Điển hài lòng về những gì họ thể hiện, bà Linde phát biểu trong hội thảo trực tuyến hôm 29 tháng 4. Thụy Điển trước đây đã chỉ trích một báo cáo truyền thông nhà nước Trung Quốc lên án phản ứng của Thụy Điển đối với dịch virus Vũ Hán, tuy nhiên bà Linde không đề cập đến vụ việc này. Bà Linde cho biết điều quan trọng là châu Âu và Hoa Kỳ cùng nhau chống lại xu hướng của các chính phủ và chế độ độc tài lợi dụng đại dịch để cản trở dân chủ, pháp luật, tự do cho các nhà báo. Bà cho hay là Thụy Điển đã thấy khá rõ ràng rằng một số nước lớn muốn đưa ra một bức tranh về một châu Âu bị chia cắt và cổ suý quan điểm rằng chế độ độc tài sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề dịch bệnh hơn là một chính phủ dân chủ. Mối quan hệ của Thụy Điển với Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trước khi dịch virus Vũ Hán bùng phát. Stockholm đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh thả tự do cho ông Quế Mẫn Hải, một công dân Thụy Điển điều hành một nhà sách ở Hồng Kông bị Trung Quốc bắt và kết án 10 năm tù. Hiện chưa rõ liệu các quốc gia EU khác có ủng hộ cuộc điều tra của Thụy Điển hay không, nhưng mối quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc nhìn chung đang gia tăng thăng thẳng. Đầu tháng tư vừa qua, Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Pháp lưu Xe và sau khi đại sứ quán Trung Quốc đưa ra những thông tin sai lệch về việc các nhân viên y tế Pháp bỏ việc và bỏ mặc các bệnh nhân lớn tuổi chết trong dịch bệnh. WHO cảnh báo làn sóng bùng phát dịch bệnh virus Vũ Hán kế tiếp. Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm thứ Năm 30 tháng 4 rằng người dân các quốc gia trên thế giới phải chuẩn bị cho một làn sóng bùng phát dịch virus Vũ Hán thứ hai hoặc thứ ba cho đến khi có vaccine, theo tờ Epoch Times hôm qua 1 tháng 5. Tiến sĩ Hen Clotz, người đứng đầu WHO Châu Âu, cho biết trong một tuyên bố ngày 30 tháng 4 tại Copenhagen, Đan Mạch rằng Châu Âu phần lớn vẫn nằm trong sự kìm kẹp của đại dịch, bất chấp các dấu hiệu tích cực cho thấy khu vực này đã vượt qua được điểm dịch. Ông Clotz kêu gọi các nước tăng cường và kéo dài các chiến lược nhằm hạn chế sự lây lan của virus, đồng thời khẳng định virus vũ hán sẽ không biến mất trong tương lai gần tái dương tính nhiều khả năng không phải là tái nhiễm. Hơn 260 bệnh nhân virus Vũ Hán ở Hàn Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới sau khi đã hồi phục, làm dấy lên lo ngại virus có khả năng kích hoạt lại hoặc lây nhiễm cho mọi người nhiều lần. Nhưng các chuyên gia về bệnh nhiễm hiện tại cho biết điều này không nhiều khả năng. Theo Liu Science, theo họ, phương pháp sử dụng để phát hiện virus vũ hán được gọi là phản ứng chuỗi polymerase (PCR) không thể phân biệt được giữa vật liệu di truyền (RNA hoặc DNA) của virus lây nhiễm của các mảnh của virus đã chết vẫn còn sót lại trong cơ thể người bệnh một thời gian dài sau khi hồi phục. Tiến sĩ Omi Ongdon bác sĩ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 30 tháng 4 theo tờ Korean Herald Các xét nghiệm này rất đơn giản theo Carol Rice, giáo sư khoa học sinh học và thần kinh Đại học New York Mặc dù một người có thể đã phục hồi và không còn nhiễm bệnh nhưng họ vẫn có thể mang trong người những đoạn nhỏ virus RNA không hoạt động vốn sẽ cho kết quả dương tính trong xét nghiệm. Tín nhiệm tổng thống Donald Trump ở mức cao kỷ lục. Mức xếp hạng tín nhiệm của tổng thống Donald Trump đã trở lại mức cao nhất nhờ sự ủng hộ chưa từng có của khối cử tri độc lập. Nhóm người của ông cần đề tái đắc cử nhưng cho đến nay vẫn gặp khó khăn để thuyết phục theo Washington Examiner. Cuộc khảo sát mới nhất của Gallup cho thấy 49% người trưởng thành tán đồng với cách điều hành đất nước của ông Trung tăng 43% vào hai tuần trước. Ông Trung chưa bao giờ vượt mốc 49% trong cuộc khảo sát của Gallup. Kết quả này xuất hiện bất chấp những cơn bão chỉ trích về giới truyền thông về cuộc chiến chống đại dịch virus Vũ Hán và kế hoạch sớm mở cửa nền kinh tế của ông Trung. Trung Quốc lại cấm đánh bắt cá thường niên ở Biển Đông, điều hải cảnh giám sát. Tân Hoa Xã tối ngày 1 tháng 5 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, bắt đầu từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 với sự giám sát của lực lượng hải cảnh và kiểm ngư của nước này. Phạm vi cấm đánh bắt cá sẽ trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ vị Bắc, bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, theo báo Thanh Niên. Tân Hoa Xã dẫn lời thông báo từ lực lượng hải cảnh của Trung Quốc cho biết 50.000 tàu cá nước này sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lệnh cấm thực thi sẽ được thực hiện một cách nghiêm ngặt theo quy định của luật pháp liên quan được Trung Quốc đề ra. Biểu tình dân chủ ở Hồng Kông vào ngày quốc tế lao động Hồng Kông đã đối mặt với sự trỗi dậy của các cuộc biểu tình dân chủ sau khi tình hình virus Vũ Hán được cải thiện. Theo South China Morning Post, Người biểu tình đã tập trung tại khu ra vào trung tâm thương mại New Town Plaza ở đường Satin vào khoảng 7 giờ tối thứ sáu 1 tháng 5 và hát vang bài Nguyện Vinh Quang Huy Trường Huy Hương Quy Hương Cảng và quốc ca của phong trào biểu tình dân chủ. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xịt thời cay viện dẫn luật tập tụ đông người để phòng dịch virus Vũ Hán mới được ban hành. Người biểu tình hô vang giải phóng Hồng Kông của cách mạng của thời đại chúng ta khi họ rút lui. 66% người Mỹ được khảo sát có thái độ thù địch với Trung Quốc. Một cuộc thăm dò trên toàn Hoa Kỳ được công bố hôm 21 tháng 4 cho biết người Mỹ ngày càng có thái độ thù địch với Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu. Theo AP, cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 3 bởi trung tâm nghiên cứu Pew cho biết thấy 2 phần 3 trong số những người được khảo sát tương đương với khoảng 66% có cái nhìn không thiện cảm đối với Trung Quốc. Con số này tăng hơn với 47% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc trong khảo sát cách đây 2 năm. Đây được coi là một con số tồi tệ nhất được ghi nhận về quan điểm của người Mỹ đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đã nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới với những kế hoạch chiến lược như vành đai con đường hay chiêu bài Ngoại giao khẩu trang trong đại dịch virus Phụ Hán Cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.000 người Mỹ cho thấy Cái nhìn không thiện trí đối với Trung Quốc được đồng thuận ở lưỡng đảng Với 72% số người theo đảng Cộng Hòa và lo ngại về Trung Quốc Và 62% số người theo dân chủ có tâm lý tương tự Ngoài ra cuộc thăm dò cho thấy 90% những người được khảo sát Coi sức mạnh và ảnh hưởng càng tăng của Trung Quốc là mối đe dọa 91% tin rằng thế giới tốt hơn với sự lãnh đạo của Mỹ thay vì Trung Quốc. Theo các khảo sát trước đó của Pew, người dân Mỹ có xu hướng nhìn Trung Quốc không mấy thiện cảm kể từ năm 2013, nhưng tâm lý này tăng mạnh trong 2 năm qua khi chính quyền của tổng thống Donald Trump thường chiến với Trung Quốc và gần đây nhất là sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán trong hai năm đó số lượng người Mỹ rất thiếu thiện cảm với Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi từ 15% lên 33%. Trước đó vào hôm 27 tháng 4 tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại vì dịch virus vũ hán. Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc, ông Trump phát biểu trong buổi họp báo ngày 27 tháng 4 tại Nhà Trắng. Chúng tôi không hài lòng với tình hình chung bởi chúng tôi tin rằng virus Vũ Hán đáng lẽ đã có thể ngăn chặn ngay tại nơi khởi phát. Tổng thống Donald Trump phát biểu thêm có rất nhiều cách để buộc họ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang điều tra rất nghiêm túc. Trong cuộc họp báo, một phóng viên đã đề cập đến một tờ báo của Đức gần đây yêu cầu Trung Quốc bồi thường 149 tỷ đô la cho nước này vì những thiệt hại kinh tế mà virus Vũ Hán gây ra và hỏi Mỹ có hành động tương tự hay không. Tổng thống Donald Trump trả lời chúng tôi có thể làm những thứ dễ dàng hơn nhiều. Đức đang xem xét, chúng tôi cũng xem xét. Chúng tôi bàn đến khoản tiền bồi thường lớn hơn nhiều khoản tiền mà Đức đang cân nhắc. Chúng tôi vẫn chưa quyết định bao nhiêu nhưng sẽ là rất lớn. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm đây là thiệt hại với cả thế giới. Đây là thiệt hại với Mỹ nhưng cũng là thiệt hại cho cả thế giới. Về đối vụ Hán khởi phát từ Trung Quốc vào cuối năm 2019, đến nay đại dịch đã xuất hiện ở trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới, nhưng các quan chức Mỹ nghi ngờ số liệu mà giới chức Trung Quốc công bố. Hàng ngàn người Mỹ và nhiều doanh nghiệp đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ yêu cầu buộc tội chính quyền Trung Quốc che giấu dịch bệnh bưng bít thông tin, khiến cho virus Vũ Hán lan tọa ra toàn cầu và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nước. Tại châu Âu, một báo cáo của tổ chức Harry Jackson Society, một cơ quan nghiên cứu của Anh quốc, lập luận rằng các quốc gia chi 7 có thể khởi kiện Trung Quốc và yêu cầu bồi thường hàng ngàn tỷ đô la. Báo cáo còn tuyên bố nước Úc có thể đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại hơn 58 tỷ đô la. Thừa cơ phương Tây bị dịch và đất Vũ Hán, chiến làng Trung Quốc dở trò. Trang bìa của hai tuần báo Pháp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 2020 này đã nêu bật mối quan tâm của dư luận Pháp và phương Tây hiện nay về ý đồ của Trung Quốc. Trên nền ảnh chụp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Lê Boys chạy hàng tựa lớn Trung Quốc đang chơi trò gì? Một câu hỏi như đã được Korea International giải đáp cũng ở ngay trang bìa, phải chăng thời cơ của Trung Quốc đã đến. Bên trên một bức biếm họa vẽ hai nhân vật Đô La Trung và Tập Cận Bình tay cầm con virus Vũ Hán chuẩn bị đánh nhau. Đối với Lê Boys, thế lực, thế cục hiện nay rất là rõ ràng. Sau đại dịch virus Vũ Hán là thủ đoạn quy mô để giành lợi thế địa chính trị và kinh tế và tờ báo đã dành nhiều trang bài để phân tích quan điểm của Tập Cận Bình cũng như quyền lực hiện nay của đội ngũ diều hầu Trung Quốc được gọi là Chiến Lang. voi đồng thời công bố phóng sự điều tra của riêng mình về vai trò của nước Pháp trong việc trang bị cho Trung Quốc phòng thí nghiệm P4 đang bị tình nghi là xuất phát điểm của virus Vũ Hán chủng mới gây họa trên toàn cầu. Trong bài phóng sự điều tra mang tựa đề Trung Quốc đang chơi trò gì, thông tín viên Le Boy tại Hồng Kông Jeremy Andre trước hết ghi nhận rằng xuất xứ của Vũ Hán, đại dịch virus Vũ Hán đã tạo ra một cơn chấn động địa lý, chính trị và kinh tế mà Tập Cận Bình đang tìm cách thủ lợi. Bài viết mở đầu bằng vụ đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Giã đã bị Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian triệu mời lên bộ ngoại giao để phản đối về một bài viết nặc danh nhưng được cho là của chính viên đại sứ đăng trên trang web của đại sứ Trung Quốc tại Paris. Có chứa nội dung nhục mạ chính quyền và chính giới Pháp. Theo Le Point, vị đại sứ này có nhiều tiền án trong việc chỉ trích nước Pháp đã từng một lần bị triệu tập và mời lên để nghe phản đối, nhưng Bộ Ngoại giao Pháp đã giữ bí mật vụ việc để khỏi làm Bắc Kinh mất mặt. Trước khi nhận nhiệm vụ sở tại Pháp, vị đại sứ Trung Quốc này cũng đã từng có những lời lẽ khiếm nhã đối với chính quyền Canada, nơi ông làm đại sứ hay trước đó là tại châu Phi. Điều đáng nói là trước hành vi không ngoại giao chút nào của vị đại sứ của mình, nhà công quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ nói đến một sự hiểu lầm trong lúc bài viết nhục mạ nước Pháp không hề bị gỡ bỏ khỏi trang web của Đại sứ Trung Quốc tại Paris. Theo Le Pois, một vấn đề đáng nói khác là hành vi khiêu khích của Đại sứ Lô Sa Giã không chỉ là cá biệt như lời giải thích của Bắc Kinh mà Paris vẻ có vẻ như cũng xuôi theo mà nằm trong một cuộc chiến dịch đến từ các chiến lang trong nền ngoại giao của Trung Quốc. Trong thời gian gần đây từ khi dịch bệnh lan tràn trên thế giới, không một tuần lễ nào mà người ta không thấy một nhà ngoại giao Trung Quốc gây ra tài tiếng trên mạng hay trên các phương tiện truyền thông. Nổi tiếng nhất trong số này là Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tháng 3 vừa qua đã thản nhiên phát tán thuyết âm mưu cho rằng virus Vũ Hán xuất xứ từ Mỹ chứ không phải là từ Trung Quốc. Ngoài ra còn có Quế Tòng Hữu, đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển đã bị triệu mời lên ngoại giao nước Bắc Âu 40 lần trong 2 năm mà vẫn tại chức và tiếp tục nhục mạ chính quyền sở tại. Tạp chí Pháp đã gọi đây là thành phần hồng vệ binh mới của ngành ngoại giao Trung Quốc, được mệnh sai là bầy sói, tiếng hòa là chiến lang. Giấy lên từ hai bộ phim hành động rất ăn khách của nước này là chiến lang 1 và chiến lang 2 lần lượt ra mắt năm 2015 và 2017. Một nhà nghiên cứu tại Quỹ Carnegie về hòa bình của thế giới chi nhánh tại Bắc Kinh cho biết thêm là từ chiến lang còn được dùng để chỉ các nhà báo và các nhà nghiên cứu đại học có lời lẽ cứng rắn và dân tộc chủ nghĩa. Trung Quốc thời của Tập Cận Bình ngày càng bành trướng theo Lê Leibholz Trung Quốc thời của Tập Cận Bình không còn ẩn mình như trước đây mà đã trở nên một nước hùng hăng bành trướng. Năm 2019 chẳng hạn, Tập Cận Bình không ngần ngại có giọng điệu đe dọa đối với Đài Loan, trong lúc hải quân Trung Quốc ngày càng muốn vươn lên ngang tầm với hải quân của Mỹ, liên tục rình mò hòn đảo Đài Loan vốn độc lập trên thực tế cũng như quậy phá ở vùng biển Đông tương tự như những chiến lang trong bộ phim Trung Quốc đang tăng cường bảo vệ lợi ích của họ ở nơi xa, dùng các khoản đầu tư lớn để thúc đẩy dự án con đường tơ lụa mới nhằm bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên tất cả các châu lục. Ngay cả các hiệp ước cũng không ngăn cản được tham vọng của Bắc Kinh như ở Hồng Kông, Họ đã bất chấp những cam kết duy trì quyền tự chủ và dân chủ sau khi vùng lãnh thổ này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Cựu toàn quyền Anh tại Hồng Kông phải ngăn chặn Trung Quốc. Hôm tin tức thế giới, điểm tin thế giới và truyền thông Canada tiết lộ cách chính quyền Trung Quốc sử dụng hoa kiều thù mua khẩu trang. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.